tôi từ chối lời cầu hôn của anh Sơn là tại vì trong lòng tôi đã có một người đàn ông khác không? Có, tôi nhớ mà. Thì sao hả cô? Người đàn ông đó là... Mà thôi, tôi không nói cho anh biết nữa đâu. Cô Trân Đại, cô Trân Đại bị sao vậy ta? Không lẽ không có chuyện đó xảy ra đâu. Lan, ngồi xuống đi con. Mợ có chuyện muốn nói với con nè. Ngồi xuống đi. Lan, tánh tình của mợ nào giờ thô lỗ cọc cằn, cho nên không được con thương. Mợ Út, sao mợ lại nói vậy? Con lúc nào cũng... Để mợ nói hết cái đã. Lan à, mợ nuôi con từ nhỏ tới lớn, mợ la rầy con, đâu phải mợ không thương con đâu, phải không? Mợ cháu mình á là máu mủ ruột rà mà, đúng không con? Dạ con biết. Mợ thiệt lòng là lo cho tương lai của con đó. Con trẻ người non dạ, con chỉ nghĩ tới tình yêu à, máu nghĩ tới thiệt hơn. Mợ thấy mợ phải có bổn phận nói rõ ràng cho con hiểu. Con biết không, trên đời này nè, cuộc sống nghèo khổ thì tình yêu nào cũng chết hết á. Vợ chồng cắn đắng với nhau về cái chuyện cơm áo gạo tiền, con có con đường khác để đi, không có dạy gì mà đâm đầu vô con đường đang tối hết á. Mợ Út mà, nếu như mà mợ lo cho con á, thì con xin mợ hãy hiểu cho con. Nếu như mà con lấy một người mà con không yêu thương á, cho dù người đó có giàu có cỡ nào, con cũng không có hạnh phúc đâu mợ. Cuộc đời của con sẽ buồn chán lắm mợ. Con à, con chưa thử làm sao con biết. Trên đời này nè, ai cũng có sự buồn chán hết trơn á. Mà cái người nghèo á, mà nhìn cái mặt thằng chồng quạo quọ, rồi cái đám con nó lê thê lết thết nheo nhóc, thì sự buồn chán nó tăng lên gấp nhiều lần. Còn người giàu ngộ lắm con, mỗi khi mà họ buồn chán á, là họ lấy tiền họ đi mua sắm nè, rồi họ vô nhà hàng họ ăn uống, thì cái sự buồn chán nó tan biến hết. Đó, thấy không? Bây giờ con thử đi, con biết liền hả? Chuyện vợ chồng có thể thử sao mợ? Ta chấp nhận nghèo nàn vất vả cả đời, chứ nhất định không lợi dụng lòng tốt của người khác đâu. Với lại tôi cũng có người yêu rồi mà. Sao không nói cho nội nghe? Con đâu có gì buồn đâu nội. Sao nội lại hỏi vậy? Đừng có dối gạt nội. Mấy bữa nay con kỳ lắm, con lạ lắm ha. Hay là thằng Sơn nó làm cái chuyện gì cho con không vui phải không? Dạ không. Vậy sao rồi. Con buồn, tại sao con khóc? Tại sao không nói cho nội nghe? Chuyện gì? Nội ơi, chưa bao giờ mà con mong có má như lúc này.
Có những chuyện con nghĩ là con chỉ có thể tâm sự được với má thôi. Nội đừng buồn con nghe nội. Không không không, nó không buồn, nó không buồn. Nội hiểu mà. Đúng là cho dù nó có thương yêu con tới mức độ nào, chăm sóc con tới mức độ nào, cũng không bao giờ bằng được cái tình cảm thật của cha mẹ con, mà nhất là của má con. Nội hiểu. Có những cái chuyện chỉ có hai người phụ nữ mới tâm sự được với nhau, chứ không bao giờ có thể nào chia sẻ được với bất cứ một người đàn ông nào khác, kể cả nội. Nội nhất định có một ngày con sẽ kể lại chuyện này cho nội. Nhưng mà bây giờ trong lòng con đang rối lắm. Con không biết. Thôi được rồi. Nội hiểu rồi. Nội rất mong là cháu cưng của nội sẽ có thêm nghị lực, thêm sức mạnh để vượt qua tất cả mọi chuyện nghe con. Con ha. Cảm ơn nội. Có thể là ai chứ? Anh Tùng. Cảm ơn cô. Tại sao lại là thằng đó? Vì một thằng ở đời không công mà Trang Đài lại từ chối làm vợ mình sao? Thật là nực cười. Khốn nạn. Tao không cam tâm. Tao thề là không để tụi mày được yên đâu. Dám làm tổn thương tới lòng tự trọng của tao, tao không để cho tụi mày yên đâu. Hãy đợi đó. Bây giờ tôi nói thím á, phải cẩn thận đề phòng. Lỡ như có chuyện gì, tự nhiên cái mình bị mang tiếng là con dâu bất hiếu như tôi vậy nè. Tôi nói á, thì thím chưa có tin đâu. Để rồi thím coi nha. Thím không có sống chung nhà với má nổi đâu. Ta nói khi khổng khi không vậy đó, là tự nhiên phải làm dâu ngang xương, cơm bưng nước rót hầu hạ. Vậy đó, mà chồng mình mở miệng ra một tiếng má, hai tiếng má, không có coi vợ con ra gì hết. Mình không biết phải làm sao đây. Nếu nói thẳng là mình không muốn ở chung nhà với má, thì thế nào anh Lộc cũng sẽ không yêu chiều mình như trước nữa. Mà mình không nói ra thì làm sao có thể chấp nhận cuộc sống này được chứ. Mình phải làm sao đây? Anh ơi, sao anh không hiểu được tâm tư của vợ mình chứ? Đáng ghét thiệt.
Má. Gì con? Con muốn nói chuyện với má. Anh Lộc chồng con á, dạo này đi làm về thất thường lắm. Mà con thấy má cũng lớn tuổi rồi, phải ăn uống cho đúng giờ đúng giấc. Nên chắc là từ nay con sẽ dọn cơm cho má ăn trước nha. Má khỏi đợi chồng con nữa. Ý má sao? Ừ thì cái ý con muốn sao thì má theo vậy mà. Cái này là con chỉ muốn tốt cho cả nhà mình thôi à. Phải ăn uống cho đúng giờ đúng giấc thì má mới khỏe được. Mà má khỏe thì chồng con mới vui được nha má. Thì má cũng cảm ơn con chu đáo quá. Còn má muốn ăn trầu thì má lên trên nhà trên má ăn đi. Đừng có lặt rau nữa. Hôm nay con không ăn món đó đâu. Ủa nè Quỳnh, Trang Đại, con nhớ con chưa đồ ăn lại cho thằng Tùng. Bữa nay nó ra ruộng, nó vét lại cái đường nước ở ngoài cho nên nó về trễ đó con. Nghe. Dạ. Nghe, thôi nhà mình ăn cơm ha. Dạ. Sao vậy? Nè, giỏi nè, thôi ăn cơm đi nè, bữa nay đổi gấp cho con nè. Nội nè. Sau khi trả tự do cho anh Tùng, nội có thấy tiếc không? Trời đất ơi, cái gì? Tự nhiên nói nội trả tự do cho nó, mày làm như lâu nay đó ta cầm tù nó không bằng vậy. Con nè, kiếm được một cái người mà vừa giỏi giang vừa có trách nhiệm được như thằng Tùng á, không phải dễ đâu, hiếm lắm đó. Nội vậy sợ nội... mai mốt đây rồi nó đi á, nội sẽ vất vả hơn nhiều. Nội, vậy nội có định giữ anh lại không? Trời, con không biết cái gì hết trơn. Muốn cầm chân, muốn giữ một người ở lại một chỗ nào đó, đó không phải chuyện đơn giản. Thấy không? Nhưng mà rồi nội cũng đã có cách tính. Nội đang tính cái gì vậy nội? Thôi không bí mật nội chưa nói cho con biết bây giờ đâu. Thôi mà không có cãi mà. Thôi nè, ăn cơm đi nè, giỏi nè. Thôi nè, bữa nay giỏi nè. Rồi nội gấp được ăn cho con trước đã. Rồi má mày chết hay là gì mà mày ngồi khóc hả mày hả? Má mày đâu rồi? Mày câm hả mày? Hỏi không trả lời. Mày câm hả mày? Sao tao hỏi mày không trả lời? Má đi từ sáng giờ con chưa thấy về. Con đó, má mua đồ ăn cho con đi. Ăn à. Mày chỉ biết ăn với ngủ thôi à? Nhìn đôi bữa chết hả mày? Mau đi kiếm má mày cho tao. Con kiếm rồi mà không thấy đâu má. Tìm không thấy thì cũng phải đi tìm cho bằng được. Con đói mà. Mẹ mày thằng đói quá hả mày? Hả mày? Hả? Mày muốn ăn hả? Muốn ăn cái gì? Được rồi. Lại đi, tao cho mày ăn. Lại đi, tao cho mày ăn nè. Tao cho mày ăn, tao cho mày ăn. Ăn đi. Để, ăn đi. 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 Mày giết cháu tao hả? Mày giết cháu tao hả? Thằng này. Ôi con. Trời ơi. Trời ơi. Mày làm cái gì vậy hả? Má làm gì ở đây? Đừng nói là má, đừng nói tôi. Má muốn gì để mà ở nghe chưa? Tao qua thăm thằng Đức, thăm vợ chồng mày, để thấy mày giết thằng nhỏ kiểu này đi hả? Hả? Mày nhét trấu vô miệng gì nó chết rồi sao? Chết gì? Nó lì lợm, tôi phải giải nó chứ. Giải cái kiểu gì? Giải là người ta biểu con nằm xuống rồi đánh vô mông nó. Mày giải cái gì mà mày đối xử với kẻ thù vậy? Má yên tâm đi, mấy thằng con nghiệp chủng vậy nè, nó sống dài lắm, nó khó chết lắm. Trời đánh nó cũng không chết đâu. Nó mất dạy, tôi phải dạy nó. Chỗ này nó mới nên người. Tôi dạy con tôi, má không có cản à. Mà mày hành hạ kiểu đó nó chỉ lì đòn thôi. Mày dạy con cái kiểu gì mà kỳ vậy? Dạy con cái kiểu gì mà ác dân vậy hả?
Má mới là kỳ hơn à. Còn thằng kia, mày làm bộ hả mày? Mày thấy con người bên mày đứng mày khóc hả mày? Hả mày? Mày đi với tao hả? Mày đi đi. Mày đi đi. Mày muốn giết, mày giết tao nè. Mày không có đụng đụng đứng cháu tao nữa. Được rồi, má bên đó hả? Má ngăn tôi à. Để tôi coi má ngăn được cỡ nào. Má mày đi về, tôi treo cổ lên cho má coi. Má chờ đó, má chờ đó, má chờ tôi nha. Chờ đó. Má đừng bỏ con nha mày. Tôi sợ má con giết chết rồi đó mày. Không, mày không có bỏ con đâu. Đừng sợ, đừng sợ. Ngoại, mày không có bỏ, mày không có bỏ con đâu. Đừng sợ con ơi. Tội cháu thôi. Bà Sáu ơi, ơi, bán chai xá xị với mấy điếu thuốc đi. Bữa nay có tiền rồi hả mày? Dạ, cho con ghi sổ, vài bữa nữa con trả cho. Dẹp, không ghi sổ gì hết á. Mày nợ nần ấp lẫm rồi. Con tao nói là không có bán thiếu cho mày nữa. Ờ, thì cho con thiếu vài bữa nữa rồi lấy tiền trả cho, làm gì ở vậy? Thôi đi đi, đừng nói nhiều lời. Đi biến. Mặt gì đâu mà thấy ghét. Tôi mà trúng số hả? Tôi lấy tiền qua đốt quán của bà luôn á. Gì đây? Không, anh định hỏi thăm em chút chuyện. Hỏi gì? Em biết cậu Tùng không? Cậu Tùng ở đợi nhà bác Hai Trưởng. Tôi biết rồi. Cái ông đó hả? Tôi rảnh 6 câu. Nhưng mà bây giờ tôi bận đi kiếm tiền rồi, không rảnh nói cho anh nghe đâu. Ê, cái gì nữa? Tiền ở đây nè. Anh muốn hỏi gì hỏi đi, em trả lời hết. Vô đây ngồi uống cà phê. Cho chai xá xị với mấy điếu thuốc đây. Ờ, anh đi đâu vậy? Anh xuống mời má ra ăn cơm. Ngồi xuống đi, má ăn rồi. Hả? Chỉ là em thấy má cũng lớn tuổi rồi á, mà má cứ ăn theo giờ giấc của mình vậy thất thường lắm, đâu có được. Vậy dễ bị bệnh lắm. Cho nên em có nói má là khỏi đợi cơm vợ chồng mình nữa. Em dọn cơm cho má ăn trước rồi. À, với lại má nói là má ăn cơm xong á, má sẽ lên nhà chị ba chơi. Em có đưa tiền cho má đi xe ôm luôn rồi. Yên tâm chưa? Đúng là vợ anh, thiệt là chu đáo. Ăn miếng đi. Cảm ơn bà xã. Nè, mời bà xã. Được rồi. Tiền là tiền nhiều khi không mà có, tiền là tiền nhiều lúc có như không. Chị làm gì nhìn tôi dữ vậy? Bữa nay thấy đẹp trai, nhìn không được sao? Trời ơi, bữa nay trong cái nhà này có người công nhận vẻ đẹp trai của tôi luôn hả? Cảm ơn nha. Em đi đâu từ sáng tới giờ mà út kiếm em quá trời luôn đó. Trời ơi, má tôi kiếm tôi ấy hả? Không bao giờ cho tiền hết á, toàn là nhờ giả không à. Thôi mệt. À, bà chị nè. Gì? Mà thôi, không có gì. Vô duyên. Tôi á cũng thắc mắc lắm, mà tôi không nói chị biết đâu. Bất cứ là chuyện gì, miễn là có tiền, tôi vui rồi. Ăn cơm chưa? Xuống cơm đi. Thôi, hôm nay có người ba hủ tiếu rồi, tôi không thèm ăn cơm nhà đâu. Trời trời, sang dữ ha. Nhưng mà ở cái xóm này, ai dám mời em đi ăn hủ tiếu chứ. Thôi được có sao, đi xuống ăn cơm đi. Tôi nói thiệt mà, không tin thì thôi. Sao? Thôi, xếp đồ lẹ đi, rồi đi xuống dưới, tôi nằm đây tôi ngủ, chỗ này mát nè. Từ từ. Nói với má tôi á, đừng quay rầy để tôi đi ngủ à. Đi đi lẹ đi, đi lẹ đi. Được rồi, xong rồi nè. Cái thằng. Nè, bây giờ ngoại nói này con nghe nha. Nhớ nè, ngoại dặn nè, người lớn nói cái gì là phải nghe theo, không có được phá đồ đạc trong nhà, nghe chưa?
Dạ con nhớ. Vô đây, vô đây con. Ủa à? Má. Con cho, con cho nó thư mở đi con, thư mở đi con. Thư mở Út. Mở Út con mới lên. Được rồi con. Ủa má, anh chị ba đâu rồi? Sao tự nhiên dẫn nó qua đây chi vậy má? Thằng ba nó nhậu say quá rồi nó đánh nhỏ dữ quá con. Thành ra má dẫn lên đây cho nó ở chơi vài bữa nghe. Trời ơi, rồi chị ba đâu má? Má không biết nữa. Về không gặp chị ba con. Con cho nó ở chơi vài ba bữa nghe. Coi vậy cho nó ngoan lắm, nó không có làm phiền gì hết trơn á con. Dạ. Con cảm ơn mợ Út đi con. Dạ, con cảm ơn mợ Út. Thôi được rồi, con vô nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi con. Đi vô đi. Cảm ơn con. Dạ, con cảm ơn mợ. Mẹ bị mất mấy cái giỏ sách rồi nè con ơi. Mất rồi thì thôi, mẹ có nhiều giỏ sách mà. Đúng là mẹ có nhiều, nhưng mà con biết đó, niềm đam mê lớn nhất của mẹ là mấy cái giỏ sách. Cực chẳng đã, vì hoàn cảnh gia đình mình mà mẹ phải ban bớt nó đi. Mẹ cũng tiếc đứt từng cúc ruột một. Thật vô lý, tự nhiên lại mất. Mà không phải ít tiền đâu nha. Mà mẹ nghĩ hoài không ra, tại sao ăn trộm nó vào nhà, nó không lấy tất cả các giỏ sách của mẹ mà chỉ có mấy cái đó thôi. Thì làm sao con biết được? Có khi nào... Dạ. Là con phải không? Mẹ nói gì với mẹ? Nhìn vào mặt mẹ đây. Đúng là con phải không? Mẹ nói không sai. Đúng là con đó. Mẹ có biết thời gian qua con sống khổ sở như thế nào không? Ra đường á, không có một cắt trong túi, nhục như chó gì đó. Đã vậy, mỗi lần muốn mua cái gì á, phải rời vô túi mình nè. Hà tặng hà tiện từng đồng. Con không muốn sống như vậy nữa. Sơn, mẹ biết, mẹ biết là con chịu nhiều cực khổ, nhưng mà mẹ biết làm gì để giúp con được đây? Ba con cũng vất vả nuôi sống hai mẹ con mình. Con mà cứ ăn chơi phung phí như vậy thì làm sao mà ba mẹ có thể đáp ứng được nhu cầu của con? Mẹ, mẹ an tâm đi, con sẽ làm cho gia đình mình sống lại như trước. Chúng ta không thể nào sống cuộc sống này nữa. Con điều tra kỹ rồi, nhà của ông Hai Trưởng giàu hơn những gì ba nghĩ. Con nhất định phải cưới được Trang Đại và làm chủ khối tài sản kết xù đó. Mày biết không, nhất định con phải lấy được Trang Đại, nhất định phải cưới được Trang Đại bằng mọi giá. Chị Hai nói không sai mà. Bây giờ anh đã coi mình như là người ở trong nhà rồi. Má, má nghỉ tay đi má. Để cho má làm mà, có làm sao đâu. Má cứ để đó vợ con. Phương, xem là để cho má giặt đồ. Má ơi, má thấy chưa, con nói má nghỉ ngơi đi, má không chịu. Anh Lộc anh la con rồi kìa. Cũng phải để cho má làm chuyện nhà chứ con.
để má thấy mình sống mà còn có ích chứ. Thôi được rồi, má muốn làm gì thì má làm, nhưng nhớ đừng có gắng sức nha má. Ừ, cái này là làm chứng đó nha. Má cứ một mực đòi làm á, em ngăn đâu có được đâu. Má, má làm mấy chuyện lặt vặt thôi cho đỡ buồn tay, còn mấy chuyện khác để vợ con lo nha má. Ừ. Thôi để con phụ má nghe. Ngoại ơi, ngoại. Phương, con, con có sao không? Đi từ từ thôi. Trời đất ơi, con làm cái gì mà chạy lung tung vậy hả Đức? Con ơi, ngoại dặn con hoài à, đi đứng trong nhà phải cẩn thận, chút xíu nữa là đụng mỡ té rồi thấy không? Xin lỗi mỡ đi. Dạ, con xin lỗi mỡ. Con xin lỗi ngoại. Thôi cũng sao đâu, con nít mà. Con ra đằng sau chơi đi. Dạ. Ờ em dọn miếng chai đi. Mắt mũi của má sờ sệt, coi chừng má đứt tay đó. Ừ, dạ, má để đó cho con. Má, má lên nghỉ đi, để đó cho vợ con làm. Con dìu má lên trên nghỉ nha. Thôi được rồi, để má giặt đồ. Đây nè, má còn đang làm dở dang đi nè. Trời ơi má ơi. Thôi được rồi, để con phụ má. Giặt xong thao đồ này, má phải đi nghỉ liền cho con nha. Trí tưởng của tôi ra gì hết. Đúng là cái số của thím Út sung sướng thiệt. Mình đây nè, làm quần quật cả ngày, mặc dù á, tiền của vô ào ào, nhưng mà suy đi ngẫm lại vẫn không bằng cái gót chân của thím Út nữa. Anh đang khúc hay sao tự nhiên tắt của anh? Đi thì thôi, về đến nhà là ôm riết cái radio à. Riết rồi không biết tôi vợ anh hay cái radio vợ anh nữa. Tự nhiên hôm nay lớn tiếng với anh có làm gì em đâu. Thì anh không có làm gì nên tôi mới tức đó. Anh đi qua nhìn vợ chồng người ta kìa, chú Út thím Út á, người ta vợ chồng á, suốt ngày người ta ríu ra ríu rít, thấy mà ham vậy đó. Còn anh á, tôi nói anh còn không để vô tai anh mà. Thôi được rồi, anh biết lỗi của anh rồi. Thôi giờ vậy nè, em muốn nói gì em nói đi, anh sẽ nghe không sót một chữ luôn. Hết hứng rồi. Thôi mà em. Thiệt á, nghĩ đi nghĩ lại thấy tức. Vợ chồng người ta hạnh phúc vui vẻ, không biết chừng nào tôi mới được với thím Út nữa. Ở nhà ha, rảnh rang, nhàn nhã, cứ quần áo chân diện son phấn. Đúng là thiệt, đàn bà hơn nhau ở tấm chồng mà. Em lại trách anh vô dụng đúng không? Anh tự xét lại bản thân mình đi. Thôi được rồi, em đi nghỉ đi, để anh làm cho. Nếu như mình làm vậy thì có sai không? Không đâu, không có gì sai hết. Không sai. Anh Tùng, xin đừng trách tôi. Tôi làm điều đó để cả ba người đều tốt đẹp. Xin đừng trách tôi. Chị nói có chuyện quan trọng muốn nói với tôi. Chị Lan nè, chị có thật lòng yêu anh Tùng không? Tại sao chị lại hỏi tôi như vậy? Thì chị chỉ cần trả lời thật lòng thôi mà. Có. Tôi yêu anh Tùng nhiều lắm. Ngoài anh Tùng ra, tôi chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ lấy một người đàn ông nào khác. Vậy chị có từng nghĩ về tương lai của hai người chưa?
Có. Tôi nghĩ nhiều lắm. Rồi chị nghĩ hai người sẽ sống mãi cuộc đời hạnh phúc như vậy sao? Ừ. Chị Lan nè. Ừ. Chị có thấy anh Tùng là một người thông minh sáng dạ? Nếu mà anh được ăn học đàng hoàng á, thì sau này anh sẽ còn tiến xa lắm. Tôi biết chứ, anh Tùng của tôi cái gì cũng giỏi hết. Vậy chị có tiếc khi anh Tùng sống cuộc đời lam lũ như vậy không? Chị nói như vậy là ý gì? Chị Lan nè, nếu mà mình thật lòng yêu một người nào đó thì mình sẽ suy nghĩ cho người đó, sẽ sẵn sàng hy sinh cho người đó. Chị có muốn anh Tùng sau này sẽ trở thành một người đàn ông có nghề nghiệp vững chắc, có địa vị xã hội không? Tôi... Nếu mà anh Tùng cưới một người khác khá giả hơn chị thì cuộc đời của anh sẽ được thay đổi. Rồi sau này chị cũng sẽ lập gia đình với một người giàu có, sống một cuộc sống sung túc đầy đủ. Như vậy không phải là tốt cho cả hai người hay sao? Tại sao chị lại hỏi tôi những điều như vậy? Tôi chỉ muốn tốt cho hai người thôi. Thời gian mà anh Tùng làm ở nhà tôi, ông cháu tôi cũng rất là quý ảnh. Với lại tôi thấy chị cũng là người có nhan sắc. Tôi chỉ muốn giúp đỡ hai người thôi. Thiệt ra là tôi có nhiều bạn bè cùng ở trong gia đình khá giả, cả trai lẫn gái. Tôi có thể giới thiệu cho chị lẫn anh Tùng. Chị yên tâm đi, tôi sẽ giới thiệu những người tốt mà. Rồi, cảm ơn chị. Cảm ơn chị đã có lòng tốt nghĩ cho hai đứa tôi. Nhưng mà tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ bỏ anh Tùng để đến với một người giàu có nào khác. Tôi tin là anh Tùng cũng sẽ như vậy. Đối với hai đứa tôi, giàu có không phải là tiêu chuẩn để lựa chọn. Nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép. Xin chào người đẹp. Ủa anh Thông, mời anh ngồi. Anh Thông muốn mua thuốc gì vậy? Em lấy cho. À không, sẵn anh đi công chuyện ngang qua đây, anh ghé qua gặp chú Lộc để xin tư vấn vài chuyện thôi. À, anh lại đến không đúng lúc rồi. Chồng em vừa mới đi vắng á. Sao giờ ta? Thiệt là tiếc quá. Không sao đâu. Đợi chồng em về á, em nói chồng em qua nhà anh tư vấn cho nha. Không, không cần đâu. Anh đâu dám làm phiền người bận rộn như chú Lộc. Để hôm nào rảnh á, anh qua gặp chú Lộc tư vấn sau cũng được. Mời anh uống. Hôm bữa anh nghe chú Lộc nói là sẽ lên Sài Gòn đi học thêm mấy tháng nữa. Vậy chừng nào Lộc đi với em? Hết tuần này anh đi rồi đó anh. Chú Lộc có chí phấn đấu như vậy á, anh thấy rất là tốt. Nhưng mà sao anh? Anh thấy thương cho em, phải làm hoàng giống phu chờ chồng.
Em ở nhà chắc là buồn lắm phải không? Dạ buồn chứ. Nhưng mà chịu thôi chứ biết sao giờ anh. Trời ơi, em còn trẻ mà nói nghe cam phận quá vậy. Con người ta sống ở trên đời phải biết tự tạo niềm vui cho mình em à. Em chịu thôi chứ biết tạo niềm vui bằng cách nào bây giờ. Anh thấy đó, mỗi lần mà em ở nhà một mình đó, toàn mở mấy cassette nghe nhạc không à. Chứ cũng đâu còn ở cái tuổi mà rủ mấy đứa nhỏ hàng xóm qua nhà chơi bắn bi đâu. Nhưng mà em nè, chỉ cần em muốn á, thì thiếu gì cách đem có được niềm vui. Cái gì mà tốt cho hai người chứ, vô lý hết sức. Ai mà ham lấy chồng giàu hồi nào chứ. Thiệt tình. Thôi, đừng có nghĩ chuyện tập vào đó nữa. Mệt người. Hôm nay nói chuyện với em, anh cảm thấy rất là vui. Nếu em không phiền thì thỉnh thoảng anh đi công chuyện ngang qua đây, anh ghé thăm ha. Nói chuyện với anh em cũng vui lắm. Anh cứ ghé tự nhiên nha. Cảm ơn em. Thôi anh về nghe. Dạ anh về. Chào anh. Anh về. Chuyện với em xíu được không? Để anh học chút nữa đi. Nói chuyện với em xíu thôi. Em có chuyện muốn nói với anh mà bữa rày không có nói được nè. Rồi, anh nghe nè. Có chuyện gì em nói đi. Em muốn nói chuyện với thằng Đức. Thằng Đức nó... Nó sao? Thì nó ở nhà của mình gần 2 tuần rồi mà em không có thấy anh chị ba lên thăm hay là lên rước nó về với anh. Anh cũng thấy thương cho thằng nhỏ. Sống chung với ba má ruột chẳng khác nào con ghẻ. Chị ba nào giờ là mẹ của nó, nhưng không thấy chị ôm ấp hay nựng nịu gì nó hết. Có khi nào anh chị ba bỏ nó đây luôn, không rước nó về không? Em thấy thằng Đức ở đây hoài không có được đâu. Không phải là em sợ tốn hao hay là gì hết, nhưng mà có những chuyện em càng nghĩ em càng lo sợ anh à. Có chuyện gì mà em lo sợ vậy? Thì thằng Đức nó còn nhỏ, nó cứ hay chạy nhảy lung tung vậy. Rồi lỡ như mà té gãy tay gãy chân thì hai vợ chồng mình biết làm sao đây. Anh cũng biết tính tình của anh chị ba rồi đó, đâu có vừa đâu. Thằng Đức mà xảy ra chuyện gì, hổng chừng anh chị đốt nhà mình luôn. Bữa ra em ăn ngủ không được cũng vì chuyện này đó anh. Thôi được rồi, ngày mai anh sẽ trả thằng Đức về cho anh chị ba. Em ngủ đi. Em ngủ nha. Nói. Nội đây. Nội ngồi đây đi nội. Ngồi đây nghỉ ngơi đi nội. Dạ. Gì nay vui vậy? Hả? Ông nội. Hả? Con có cái này vui lắm nè, dễ thương nữa, nội muốn coi không? Cái gì không đưa, ở đó ngồi đố hoài. Dễ thương lắm nha. Nội chuẩn bị sẵn sàng chưa? Rồi, sẵn sàng. 2, 3. Dạ. Ngồi xuống, ngồi xuống. Gì vậy ngồi nội? Xuống. Sao vậy nội? Nội dị ứng với lại chó với mèo.
Bởi vậy nhà mình từ nào giờ đâu có nuôi mấy con này đâu. Ủa, làm sao nội? Trời đất ơi, chó mèo nó ở đâu đó nó rụng lông mà nội đi lại đó nữa, trúng một cái là nó gọp thở, nó thở không có được. Mà coi nãy đâu ra? Sáng nay con ra chợ, xong cây con ghé nhà bạn con chơi. Con thấy con mèo dễ thương quá, con xin về nuôi. Nhưng mà con không biết là nội bị dị ứng. Thôi, đem trả bạn con, trả bạn con, cảm ơn nó. Nội. Thôi, nội vô, nội vô. Em dễ thương quá, phải trả em sao? Chị không muốn đâu. Anh Tùng ơi. Ừ, cô hai. Tôi vô được không? Dạ. Cô hai kiếm tôi có chuyện gì không? Con mèo đâu dễ thương vậy? Anh thấy nó dễ thương hả? May quá. Con mèo này tôi xin á, nhưng mà ông nội tôi không cho nuôi. Tôi thấy nó tội nghiệp quá, tôi không có nỡ trả. Với lại ông nội tôi bị dị ứng với mèo mà tôi không biết. Giờ tôi thấy nó, tôi không có nỡ xa nó. Vậy giờ cô tính làm sao? Tôi tính nhờ anh nuôi giùm được không?